Ơi anh nghe. Cái gì? Mua iPhone cho bé á? Tất nhiên là phải mua rồi. Ừ. Ừ, tắm rửa sạch sẽ, anh qua luôn đây. Ok. Ôi bạn ơi. Cái nhà tao nhỉ? Đây, đây, bên này, bên này. Đâu nhỉ? Lô. Đấy, bên tủ cơ. Đây à? Ờ, đúng rồi, mở ra. Quá, wow, nó lắm vào đây nhỉ? Tôi ở đây này. Đâu? Đây á? Không phải. Tìm cái này. Không, tìm kỹ vào. Chắc là cái này không? Không, có cần phải bíp bíp cho không? Có. Ừ, bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp. Uầy. Apple Watch Series 5. Alo, có phải bạn không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Ui, mãi mới đọc bạn. Hợp lý quá. Gọi cuộc đời là những vị đáng khiến nước mắt ai rơi thành dòng. Phải lướt đơn đau vào trong. Apple Watch là một trong những sản phẩm mà người ta gọi là đây là một thứ vô cùng là vô dụng trên những cái bếp, trên những cái thông tin về công nghệ. Bởi lẽ thì người ta không sử dụng Apple Watch nhiều những gì họ tưởng tượng. Nhưng một điều mà tôi cảm thấy bất ngờ chính là Apple Watch đã ra thế thứ 9 ngay mấy ngày hôm trước thôi. Nếu như bạn chuẩn bị mua cho mình chiếc Apple Watch thì đây là những cái thứ bạn cần biết để mà có một cái hành trang tốt nhất để sử dụng chiếc Apple Watch nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về những cái điểm hay ho của chiếc Apple Watch. Với 10 triệu đồng bỏ ra thì bạn sẽ sử dụng một cái phụ kiện cao cấp. Đấy, được mệnh danh là một trong chiếc đồng hồ được bán chạy nhất trên thị trường đồng hồ. Tất cả những ông lớn trên thị trường đồng hồ đều phải ngắm nhìn cái doanh số bán hàng của Apple. Bởi lẽ thì tại sao họ có thể bán một chiếc đồng hồ vượt doanh số toàn bộ như vậy? Bởi lẽ đơn giản, ai lại không muốn sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh chứ ạ? Một chiếc đồng hồ thông minh của nhà Apple có thể kết nối được toàn bộ với hệ sinh thái. Toàn bộ ở đây mình nói đến đó chính là những cái sản phẩm của Apple như là từ iPhone này, MacBook này, iMac, thậm chí là HomePod, Apple Watch đều có thể kết nối nó một cách dễ dàng. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối một cách dễ dàng để nhận thông báo hay là điều chỉnh những cái thứ vớ va vẩn, thì Apple Watch còn có thể giúp bạn đa nhiệm hơn khi mà bạn có thể đeo Apple Watch và để gần một chiếc MacBook. Chỉ cần nó biết rằng là bạn là chủ nhân thì bạn có thể mở chiếc MacBook ra một cách vô cùng là đơn giản. Chưa chỉ dừng lại ở đó thì với những bạn nào dựng cho mình là nhà thông minh, bạn có thể ra lệnh trực tiếp qua một chiếc Apple Watch để mà kiểu Hey Siri, can you open the door, các thứ để mà kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn. Chưa chỉ dừng lại ở đó thì Apple Watch là một trong những công cụ cực kỳ đắc lực, giúp cho những cái buổi tập gym, tập chạy của bạn thêm phần thú vị khi bạn biết là bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiếng trong cái phòng tập gym. Không chỉ có thế, Apple Watch còn được trang bị cho mình những cái tính năng như kiểu là gọi vệ tinh nếu như bạn bị ngã, bạn bị ốm hay là bạn bị sắp chết ra đấy. Và chiếc Apple Watch này có thể liên hệ trực tiếp cho những cái cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên thì cái tính năng này chỉ có ở bên Mỹ, Pháp, Tàu, Trung Quốc, Khựa các thứ thôi, còn Việt Nam thì không có. Với những cái tính năng mình vừa kể trên thì đó chỉ là một phần rất nhỏ của chiếc Apple Watch. Bởi lẽ thì cái phần lớn nhất khi bạn sử dụng một chiếc Apple Watch đó chính là vẻ đẹp. Đúng vậy, sở Apple Watch là một trong cái thứ nó vô cùng là sang trọng, đem đến một cái gì đó cao cấp trên đôi bàn tay của bạn. Với những cái phiên bản tùy chọn thì bạn có thể khiến chiếc Apple Watch của mình đâu đó từ một chiếc đồng hồ thông thường đâu đó có là 10 củ thì bạn có thể nâng tầm nó lên thành 20 thậm chí là 30 triệu với những cái phiên bản khác nhau từ Nike, Hermès cùng với đó những phiên bản Ultra để đem đến một cái cổ tay lấp lánh Apple chứ không phải là Cartier các thứ. Và đó là một trong những cái thứ mà tôi cảm thấy là Apple Watch làm rất tốt khi mà họ không bán một chiếc đồng hồ mà họ bán một phụ kiện trang trí. Và đó là cái điểm cực kỳ hay ho khi bạn sử dụng một chiếc Apple Watch. Tôi đã dùng Apple Watch qua rất nhiều đời, từ đời Apple Watch Series 1 đến nay là Series 5 thì tôi đã dừng không mua nữa. Có một điểm chung hay còn gọi là điểm cố hữu hiện chiếc Apple Watch từ xuyên suốt 5 đời mà tôi sử dụng đó chính là thời lượng pin. Thời lượng pin của Apple Watch đem đến một cái trải nghiệm tệ. Nó tệ đến cái độ mà tôi không nghĩ là tôi phải nói sao nhỉ? Sạc một chiếc đồng hồ nhiều đến mức vậy. Thời lượng pin của Apple Watch xuyên suốt 5 đời mình sử dụng thì nó là một thời lượng pin ác mộng. Khi mà chúng ta sẽ nói gần nhất đó chính là một chiếc Apple Watch Series 5 thì bạn sẽ sử dụng tối đa thời lượng pin đâu đó là 2 ngày. 2 ngày ở đây là bạn phải sử dụng nó cực kỳ tiết kiệm, bạn chỉ xem giờ thôi thì mới trụ được 2 ngày. Còn nếu như bạn kiểu nhận thông báo hay làm mấy cái trò linh tinh hay ho mà Apple kiểu họ cải tiến trên chiếc Apple Watch của bạn thì nó sẽ chỉ trụ đâu đó được khoảng độ là ngày là căng. Nên là việc khi bạn sử dụng một chiếc Apple Watch thì bạn bắt buộc phải mang theo dây sạc. À mà tôi phải nói đến dây sạc của Apple Watch đặc biệt chưa? Khi mà với một chiếc dây sạc đặc biệt như vậy thì bạn phải mang cái dây sạc này theo. Bạn không thể sạc bằng những cái thứ dây khác đi được. Và điểm mà làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là đến tận thời Series 9 rồi thì họ vẫn chưa thể cải thiện được cái chất lượng pin trên chiếc Apple Watch. Theo tôi dự đoán thôi nha, nó sẽ sử dụng đó được khoảng độ từ 2 đến 3 ngày. Và với một chiếc Series 5 dùng được 2 ngày mà đến tận Series 9 mới dùng thêm được 1 ngày nữa thì tôi nghĩ là vấn đề về pin trên một chiếc Apple Watch Series 9 sẽ là một vấn đề cố hữu. Nhưng mà đâu phải quan trọng đúng không ạ? Các bạn mua Apple Watch là để đẹp, còn dùng hay không thì ai mà biết được. Vấn đề thứ hai bạn sẽ cần gặp phải khi mà mua một chiếc Apple Watch đó chính là những cái tính năng trên đó thực sự là không đáng để sử dụng một tí nào cả. Và tôi biết là họ quảng cáo rất nhiều tính năng thú vị như kiểu là double tap để bạn có thể nhận cuộc gọi này, nhưng mà cái đấy bạn có thể hoàn toàn chỉnh trong những đời Apple Watch cũ là cũng có thể làm được rồi. Chỉ cần vào phần trợ năng hay là phần tùy chỉnh riêng của Apple Watch là bạn đã có thể làm được điều đấy. Và vấn đề cuối cùng là vấn đề mà tôi cảm thấy bức bối nhất trong một chiếc Apple Watch đó chính là nó rất là nhanh hỏng. Cái vòng đời của Apple Watch nó không được lâu. Ví dụ như kiểu tôi sử dụng một chiếc Apple Watch Series 2 nhá, thì tôi dùng đến năm thứ 2 là coi như chiếc Apple Watch đấy vứt vào tủ và không thể nào sử dụng đến thêm đến năm thứ 3. Bởi lẽ thì pin chai là một nhá, chỉ dừng lại đó nó gặp hiện tượng lag. Đấy là khoảng độ vài năm về trước rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về chiếc Apple Watch Series 5 này đi. Thì chưa kịp gặp hiện tượng lag thì chiếc Apple Watch Series 5 này đã gặp hiện tượng hỏng. Mấy hôm nữa thì mình sẽ ra điện thoại vui để xem chiếc Apple Watch này hỏng ở cái điểm nào. Bởi lẽ thì Apple Watch là một trong sản phẩm hỏng rất nhiều và nó có rất nhiều lỗi vặt. Chỉ dừng lại đó thì với phiên bản nhôm này thì nó cực kỳ là dễ móp. Với những bạn nào mà kiểu ưa thể thao, bạn thích chạy bộ hay chỉ đơn giản là bạn chạy trên sân trường mà bạn vô tình, cái khả năng mà nó vỡ màn hình
hay là nó móp các viền nhôm xung quanh rất cao. Tuy rằng là được hỗ trợ thêm cả chống nước nữa, nhưng mà tôi không khuyến khích các bạn là đeo Apple Watch đi bơi, tại vì đó là còn một trải nghiệm bad trip hơn nữa. Apple Watch là một sản phẩm trang trí đẹp, nhưng mà nếu để mà bỏ ra đến 10 triệu để mà mua thêm để mà làm trong cái tính năng thông minh thì đây sẽ không phải một sản phẩm bạn cần. Tuy nhiên thì đó toàn bộ những suy nghĩ của tôi hay là những cái trải nghiệm của tôi khi mà bỏ ra một số tiền lớn một chiếc Apple Watch về sử dụng và trải nghiệm. Bạn thì sao? Bạn thấy Apple Watch vẫn là một trong sản phẩm hay ho và thú vị để bạn mua trong năm nay không? Hãy cho biết phần bình luận nhé. Đó là về này. Xin chào và tiếp theo. Bye bye. Tôi đã tháo mic rồi, nhưng mà còn một điểm nữa, đó chính là Series 9 là một trong những sản phẩm tái chế, và nó tái chế từ những cái sản phẩm đã hỏng. Vậy tại sao những cái sản phẩm đấy không làm cho nó xịn hẳn đi để nó không hỏng, đỡ phải tái chế? Không, làm thế thì lấy đâu ra tiền để mà bào nữa, đúng không?